chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Hành trình đào thoát của hai đặc nhiệm hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa khỏi vòng vây của quân đội Việt Nam tại Phú Yên. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị những nội dung chính như sau. Hành trình đào thoát của hai lính Việt Nam Cộng Hòa khỏi vòng vây của quân đội Việt Nam tại núi Nhạn ở Phú Yên. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, với phương châm đấu tranh để có được nền tự do dân chủ cho Việt Nam, cũng như không muốn đất nước Việt Nam bị hán hóa bởi những tham vọng của giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc. Thời gian gần đây, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa kết hợp với lực lượng nhân dân công lý đã có nhiều cuộc chạm trán với quân đội Việt Nam tại các khu vực biên giới và ngay ở các tỉnh thành có địa hình hiểm trở trong cả nước. Trong một diễn biến liên quan, sau khi có cuộc chạm trán quân sự, hai đặc nhiệm hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã bị tục lại trong một trận phục kích của quân đội Việt Nam. Hai đặc nhiệm từng được đào tạo tại Học viện Quân sự West Bank của Mỹ đã chiến đấu đến cùng và đào thoát ngoạn mục khỏi vòng vây của quân đội Việt Nam. Không bao giờ được bỏ mặt một người lính lại phía sau, bất kể còn sống hay đã chết, là điều mỗi đặc nhiệm lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đều được học và phải ghi nhớ. Và cũng chính là những gì hai đặc nhiệm Trần Hoàng Tuấn và Hồ Bửu Châu đã trải qua trong vòng vây của các binh sĩ trung đoàn 162 của Việt Nam. Theo lời kể của Trung úy Trần Hoàng Tuấn, vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, sau khi cùng hơn 38 đồng đội của mình xâm nhập vào Việt Nam. Các anh lúc này đang đường hành quân bí mật tới quân cảng Cam Ranh nhằm tổ chức tập kích vào khu vực này trong kế hoạch mang mật danh ti chớp. Vào lúc 12 giờ đêm khi di chuyển đến khu vực núi Nhạn, nơi giáp ranh giữa Phú Yên và Khánh Hòa, bất ngờ các anh gây vào ổ phục kích của Trung đoàn 162, mặc dù các anh đã cải trang thành bộ đội Việt Nam chiếc xe tải của hai đặc nhiệm trên bị chết máy sau khi trúng đạn chống tăng trong khi những chiếc xe còn lại tăng tốc để thoát khỏi trận địa phục kích những người lính trên số xe đi phía sau nói rằng họ không hề nhìn thấy tuấn và châu đang gặp rắc gối ở vệ đường hai đặc nhiệm này đã gào thét vào bộ đàm để cầu cứu nhưng không nhận được tín hiệu phản hồi đoàn xe đi xa dần trung úy tuấn và hạ sĩ châu buộc phải tự thoát ra khỏi xe, nổ súng chống trả và lùi dần vào một tòa nhà đang xây dở nằm ở rìa phía bắc của ngọn núi. Cả hai đã cố thủ tại đây trong điều kiện thiếu thốn vũ khí và nước uống. Vũ khí của họ chỉ là súng ngắn và súng trường cá nhân, trong khi quân đội Việt Nam huy động lực lượng áp đảo mang theo súng máy, súng phóng lựu, tên lửa vắt vai và cả súng phòng không tầm thấp để bao vây và quyết bắt sống họ. Trong khoảng hơn 3 tiếng cầm cự, Hai đặc nhiệm đã tiêu diệt được 10 binh sĩ của Việt Nam. Một pha súng vòng ra phía sau khu nhà định bắn lén Tuấn nhưng đã bị Bửu Châu phát hiện và tiêu diệt. Khi trời tối, vòng vây của lực lượng trung đoàn 162 dần siết chặt. Tuấn lúc này đã nảy ra ý tưởng nhảy từ căn phòng của họ xuống ao cạn cạnh tòa nhà nơi không có lính bao vây từ độ cao khoảng 9m. Sau khi tiếp đất, Tuấn thì bị hàng rào heo gai, cắt gách tay, mũi bị thương. Còn Châu bị thương nặng ở lưng khi ngã vào đóng sắt và bê tông. Đặc nhiệm Châu đã yêu cầu Tuấn bỏ mình lại, nhưng Tuấn không đồng ý và dìu Châu cùng chạy trốn. Anh đùa tôi à, tôi sẽ không bao giờ bỏ anh ở lại, anh sẽ đi với tôi. Sau tất cả những gì chúng ta đã phải trải qua, Trung úy Tuấn nói. Men theo cống thoát nước, khoảng gần 2 km, cả hai gặp một chiếc xe ô tô dân sự và uy hiếp để tài xế chở họ về hướng Phú Yên. Trên đường đi, họ may mắn gặp lại các đồng đội, cả hai được đưa trở về căn cứ tại một khu vực rừng núi hiểm trở ở Phú Yên. Thưa quý vị, trong một diễn biến mới nhất về tình hình quân sự căng thẳng trong khu vực Đông Á, Triều Tiên diễn tập tấn công hạt nhân, động thái này làm cho các lực lượng quân đội của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản được đặt trong tình trạng báo động cao. Triều Tiên thông báo phóng tên lửa và ngư lôi mô phỏng đoàn tấn công hạt nhân sau khi lãnh đạo Kim Jong-un yêu cầu cải thiện kho vũ khí. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay thông báo hai tên lửa đạn đạo được phóng trước đó một ngày nằm trong đợt diễn tập mô phỏng đoàn tấn công hạt nhân, trong khi một số hệ thống vũ khí dưới nước chiến lược cũng được thử nghiệm từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng ngày thị xác chương trình hạt nhân và kiểm tra đợt thử nghiệm công nghệ kích hoạt. Tuyên bố Bình Nhưỡng cần sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử bất cứ lúc nào và kêu gọi tăng cường sản lượng vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để mở rộng đáng kể kho khí tài của nước này. Đợt diễn tập được tổ chức cùng ngày, nhóm tác chiến tàu sông bay Nimitz của Mỹ diễn tập với Hải quân Hàn Quốc trên vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju. Tàu sông bay USS Nimitz dự kiến cập cảng Busan trong ngày 28 tháng 3, đánh dấu lần đầu chiến hạm này thăm Hàn Quốc trong vòng 6 năm qua. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy hai nước này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ đối mặt sự đáp trả mạnh chưa từng thấy nếu họ tiến hành các cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng coi là lời tuyên chiến. Triều Tiên năm ngoái tuyên bố là cường quốc hạt nhân không thể đảo ngược và ông Kim Jong-un gần đây kêu gọi tăng sản xuất vũ khí theo cấp số nhân, trong đó có vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trong một diễn biến liên quan, rào cản với Trung Quốc trong vai trò kiến tạo hòa bình cho xung đột Ukraine, các chuyên gia cho đến nay vẫn hoài nghi vai trò của Trung Quốc trong việc kiến tạo hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh gần đây. Gần đây, vai trò của Trung Quốc trong việc làm trung gian hòa giải nối lại quan hệ ngoại giao giữa Ả Rập Xê Út và Iran là một bước đột phá khiến cộng đồng quốc tế chú ý đến nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thay thế trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu. Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng những thành công tương tự khó có thể lặp lại do nhiều năm qua những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột không phải lúc nào cũng hiệu quả. Điều này làm giảm bớt kỳ vọng rằng Bắc Kinh có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Dun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại trung tâm Stimson, có trụ sở tại Washington, nhận định Trung Quốc đã trở nên tích cực hơn trong việc hòa giải xung đột trong những năm gần đây. Nhưng thỏa thuận Ả gặp Xê Út và Iran là thỏa thuận duy nhất mang lại kết quả đã gặp Syria và Iran muốn cải thiện quan hệ của họ và hai bên đã đối thoại được một thời gian. Trung Quốc xuất hiện đúng nơi đúng thời điểm với các mối quan hệ phù hợp, bà Su nói. Trung Quốc từng tổ chức một cuộc đối thoại đa phương về Afghanistan vào năm ngoái với sự tham gia của cả Mỹ và Nga, một dịp hiếm hoi cả ba cường quốc thế giới cùng nhau hợp tác. Bắc Kinh cũng đề xuất vai trò làm trung gian hòa bình ở khu vực Sừng Châu Phi khi tổ chức một hội nghị hòa bình vào năm ngoái, mặc dù không có cuộc xung đột cụ thể nào được thảo luận. Gần đây, Trung Quốc đã được các nhóm vũ trang sắc tộc ở Myanmar đề nghị làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn sau cuộc đảo chính năm 2021. Những nỗ lực trước đó của Trung Quốc còn bao gồm việc chủ trì các cuộc đàm phán sáu bên vào năm 2003 nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, kế hoạch này gốc cuộc cũng đổ vỡ do Bình Nhưỡng rút khỏi các cuộc đàm phán sau một cuộc thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2009. Ngoài ra, còn có kế hoạch hòa bình 4 điểm được đề xuất cho Palestine và Israel vào năm 2013. Sau đó là một số vòng đàm phán hòa bình do Trung Quốc dàn xếp nhưng không mang lại kết quả đáng kể. Những nỗ lực trên dường như xuất phát từ kỳ vọng của Trung Quốc nhằm tìm cách nâng cao hình ảnh của nước này với tư cách là một nhà kiến tạo hòa bình toàn cầu đối trọng với mỹ mặc dù trung quốc đã nhiều lần khẳng định nước này không có ý định lấp đầy khoảng trống quyền lực do mỹ để lại ở trung đông nhưng bắc kinh đang tăng cường hợp tác toàn diện với các quốc gia trong khu vực bao gồm một số đồng minh truyền thống của washington những nước hiện có bắc kinh hơn cả một đối tác thương mại pan Zhongjing, giáo sư quan hệ quốc tế tại đại học thứ xuyên cho biết việc làm trung gian hòa giải, nối lại quan hệ hữu nghị giữa Ả Rập Xê Út và Iran là dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đã rời bỏ chính sách đối ngoại không can thiệp từ thời cố lãnh đạo Đặng Tử Bình, đã giúp nâng cao hình ảnh quốc tế của Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng quan hệ với phương Tây. Tuy nhiên, sự can dự của Trung Quốc vào các cuộc xung đột ở các khu vực cần phải được cân nhắc cẩn thận. Việc làm trung gian cho thỏa thuận Iran Ả Rập Xê Út có thể khuyến khích Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chính sách can dự như vậy, nhưng họ phải thận trọng. Còn rất nhiều điều mà Iran và Ả Rập Xê Út cần làm trong bước tiếp theo của họ. Nếu Trung Quốc cần đóng một vai trò nào đó, họ vẫn còn nhiều việc phải làm. Điều đó có nghĩa là họ phải mang thêm nhiều gánh nặng, chuyên gia Dông Dinh nhận định. Theo ông Dông Dinh, Bắc Kinh cũng cần có sự thận trọng tương tự trong cách tiếp cận với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông tập được cho là đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Iran và Ả Rập Xê Út khi tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Trung Quốc và các nước vùng Vịnh được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 12 năm ngoái. Các quan chức Ả Rập Xê Út cho biết, một số cuộc thảo luận sau đó đã được sắp xếp, bao gồm một cuộc thảo luận trong chuyến thăm của tổng thống Iran, Ebrahim Raisi tới Bắc Kinh vào tháng 2. Sau đó là 4 ngày đàm phán bí mật ở Bắc Kinh trước khi thỏa thuận được công bố. Guy Burton, một chuyên gia về Trung Đông tại trường quản trị Wissell, cho biết rất nhiều rào cản khó khăn đã được xử lý để mở đường cho Trung Quốc trước khi Iran và Ả Rập Xê Út đạt được thỏa thuận thực sự vì các cuộc đàm phán do Oman và Iraq tạo điều kiện đã bắt đầu từ lâu. Tehran và Giyad cũng đã thể hiện ý định khôi phục quan hệ trong những năm gần đây với việc Ả Rập Xê Út chuyển sang chính sách đối ngoại ít đối đầu hơn, còn y Iran hướng tới mục tiêu xây dựng lại quan hệ với khu vực sau nhiều năm bị cô lập do chương trình hạt nhân và bị cáo buộc ủng hộ các nhóm chính minh. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga vào tuần trước được coi là một nỗ lực khác nhằm định vị Trung Quốc như một bên trung gian hòa giải khả thi. Nhưng tuyên bố chung do Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra về vấn đề Ukraine không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào ngoài lập trường 12 điểm của Trung Quốc vào tháng trước. Trong lập trường này, Trung Quốc kêu gọi đàm phán hòa bình, chấm dứt các lệnh trừng phạt đơn phương và đối đầu liên minh, ngụ ý tới Mỹ và NATO. Philippi Likori, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Phân tích Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho rằng mối quan hệ của Trung Quốc với Nga cũng như thành tích hạn chế của Bắc Kinh với tư cách là một bên trung gian hòa bình quốc tế sẽ khiến Trung Quốc khó giành được sự tin tưởng của phương Tây với tư cách là một nhà kiến tạo hòa bình theo Liekoli sẽ là một khởi đầu tốt nếu Trung Quốc có thể đối thoại đồng thời với cả Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky nhưng ông không nghĩ rằng Trung Quốc có thể tiến xa hơn trong tiến trình hòa giải của mình Zinpiere Kazakhstan giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Hồng Kông, cũng đặt nghi vấn về việc liệu Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine hay không. Điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc ông Zelensky có chấp nhận lời đề nghị của ông Tập hay không, cũng như vào khả năng châu Âu nếu không phải Mỹ tìm thấy tiếng nói chung với Trung Quốc về tương lai của Ukraine, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, chuyên gia Kaspetan cho biết khi ông Tập Cận Bình đang ở Nga. Tổng thống Zelensky đã đề nghị Bắc Kinh thông qua kế hoạch hòa bình 10 điểm do ông đưa ra, trong đó yêu cầu khôi phục biên giới của Ukraine với Nga. Sau khi sắp nhập vào năm 2014, Nga tuyên bố vào năm ngoái rằng họ đã sắp nhập 4 tỉnh ở miền đông Ukraine. Nga bác bỏ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky. Trong khi Ukraine nhấn mạnh, đó là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào điều tôi tin là cuối cùng Mỹ và Nga sẽ ngồi lại và đưa ra một thỏa thuận áp đặt lên Ukraine và châu Âu. Còn Trung Quốc sẽ bị bỏ lại phía sau, chính xác là do cuộc chiến tranh lạnh đang gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, chuyên gia Kabastan dự đoán. Theo quan Chi Quay, một chuyên gia về các vấn đề châu Âu tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, Ukraine và phần còn lại của châu Âu kỳ vọng nhiều vào ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Nga tuy nhiên ông cho biết trung quốc không phải là một bên tham gia trực tiếp vào xung đột trong khi mục tiêu của đề xuất hòa bình của bắc kinh là tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên liên quan nhưng trung quốc sẽ đóng vai trò là bên bảo lãnh cho dù đó là thỏa thuận đình chiến hay hiệp định hòa bình ông Du quay nói đồng thời cho rằng trung quốc và các thành viên thường trực khác của hội đồng bảo an liên hợp quốc đều đóng vai trò trong quá trình đó Chuyên gia Pang Rongjin đồng ý rằng vai trò của Trung Quốc với tư cách là bên kiến tạo hòa bình ở Ukraine bị hạn chế. Trung Quốc không phải là đồng minh với Nga và họ cũng không muốn gây căng thẳng với Ukraine hay châu Âu cùng một lúc. Họ là một bên trung lập. Việc trở thành bên trung lập có nghĩa là vai trò của họ rất hạn chế. Ông Rongjin nhận định. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ, Trung, Ấn chạy đua cạnh tranh ảnh hưởng ở Nepal. Với việc Ấn Độ đang xích lại gần hơn với Nepal, chính phủ mới của Kamandu đang loay hoay trong nỗ lực cân bằng mối quan hệ với ba quốc gia và lợi ích cạnh tranh giữa họ. Nepal đang là trung tâm của một nỗ lực cân bằng địa chính trị trong khu vực Nam Á, khi các siêu cường trên thế giới cạnh tranh ảnh hưởng ở nước này thông qua các khoản đầu tư lớn vào các lĩnh vực như năng lượng và cơ sở hạ tầng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương khoảng một năm trước và tiếp tục tăng cường quan hệ an ninh với các đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước khác, bao gồm cả Nepal. Tuy nhiên, tân thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahat, người mới nhậm chức vào cuối tháng 12 năm 2022, được đánh giá là có xu hướng thân thiện với Bắc Kinh. Với việc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc không có dấu hiệu hạ nhiệt, và một nước láng giềng gần như là Ấn Độ. Chính phủ mới của Nepal phải cân bằng các mối quan hệ của mình với tất cả các quốc gia. Mỗi quốc gia đều có những lợi ích cạnh tranh riêng. Thủ tướng Nahat, được cả Washington và New Delhi xem là một chính trị gia thân Trung Quốc. Trong hai tháng qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland và Quản lý Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ Samatha Phuver đã đến thăm Nepal. Để tăng cường ảnh hưởng của Washington ở đó, họ đã công bố các khoản đầu tư mới, bao gồm hơn 1 tỷ USD vào năng lượng sạch và khoản tài trợ gần 60 triệu USD để củng cố xã hội dân sự ở Nepal. Trong khi đó, Bắc Kinh đã tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nepal với mức thêm 115 triệu USD vào năm ngoái. Tình hình địa chính trị phức tạp thậm chí còn trở nên khó khăn hơn nước láng giềng Ấn Độ vào cuộc. Ông Suzy Saja, chủ tịch diễn đàn kinh tế Nepal, một nhóm chuyên gia tự vấn do khu vực tư nhân lãnh đạo ở Nepal cho biết, mặc dù có các thỏa thuận năng lượng giữa Ấn Độ và Nepal nhưng rất khó thực hiện vì Ấn Độ không cho phép người Trung Quốc xây dựng các nhà máy điện để cung cấp năng lượng cho New Delhi và hơn thế nữa. Mỹ đã viện trợ nhân đạo hàng triệu USD cho Nepal sau trận động đất kinh hoàng vào năm 2015 và đang tập trung đầu tư vào quốc gia này trong dài hạn. Hit Foundation Nepal, một tổ chức phi lợi nhuận, đã đăng ký ở cả Mỹ và Nepal từ năm 2013 đã gây quỹ cho các chương trình sức khỏe tâm thần ở vùng nông thôn Nepal. Tổ chức quyên góp 130.000 USD cho nước này sau trận động đất năm 2015.